Kính chào quý vị khán giả của Hà Nội Review, tôi là Gia Hiền. Và tôi là Minh Hương. Trời Hà Nội thì cũng đã bắt đầu vào thu rồi. Và mọi người thì thường lựa chọn thời điểm này là để ngồi cà phê với nhau nhiều hơn. Tận hưởng không khí thoáng đãng và bắt đầu mát hơn của mùa thu đúng không? Và nhiều quán cà phê thì cũng có nhiều hình thức để tiếp cận với khách hàng hơn. Ví dụ như là làm gốm. Đúng rồi, cũng là một trong những cái cách để tạo điểm nhấn. Bây giờ có rất nhiều quán đúng không? Và mỗi quán đều tìm cách để có cái điểm nhấn riêng của mình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị khán giả của Hà Nội Review, chúng ta cùng trải nghiệm những mô hình quán cà phê tiêu biểu cho việc là có trải nghiệm gốm sứ cho khách hàng. Chúng ta sẽ cùng có làm gốm này và ngắm gốm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một quán cà phê nhỏ thôi, nhưng mà ở đây thì quý vị khán giả sẽ có thể trải nghiệm việc là tự mình tạo ra những cái sản phẩm gốm mộc, và sau đó thì sẽ có thể sử dụng cả những cái thành phẩm do chính tay mình tạo nên nữa. Mặc dù là khi nhắc đến gốm thì nhiều người sẽ nghĩ là nó sẽ rất là bề bộn, bởi vì phải có bàn xoay này, có lò nung, rồi là các dụng cụ rất là cồng kềnh, và phải đến một cái nơi mà rộng hơn thì mới có thể trải nghiệm được. Chẳng hạn như là đến các cái lò gốm của làng gốm Bát Tràng chẳng hạn, đúng không? Và có biết là gốm Bát Tràng cũng có nhiều các lò gốm có cái mô hình để cho khách có trải nghiệm như thế. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta đến một quán cà phê rất là nhỏ, và dù là nhỏ thì chúng ta vẫn có thể tạo ra sản phẩm của mình. Đó là điểm thú vị mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Có những quán cà phê mà sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm với gốm ngay ở trong thành phố. Quý vị có thể thấy là không gian ở bên trong quán này tên là quán Wagon, nhỏ xinh thôi, mà chắc là quý vị cũng như là bạn dẫn của tôi, bạn Hương sẽ cảm thấy hơi tò mò trong cái không gian nhỏ này thì làm nào làm gốm được. Đúng ạ. Chị ơi, thế bình thường ấy thì em nghĩ là đi làm gốm thì sẽ thường có cái bàn xoay, nhưng kiểu là em đã từng đi làm ở Bát Tràng rồi, mà ở không gian nhỏ này thì liệu mình sẽ làm gốm bằng cách nào ạ? Kỹ thuật làm gốm ở Lagom thì có khác một chút so với kỹ thuật Bát Tràng, tức là có bàn xoay như theo truyền thống, mà bên mình sẽ kết hợp giữa kỹ thuật là làm mỹ thủ công hiện đại và kết hợp với một chút là kỹ thuật làm ấm từ xa của Trung Quốc. Và như vậy thì tất cả mọi người sẽ dễ làm hơn, cũng như là trong thời gian ngắn nhất có thể tạo ra một sản phẩm của riêng mình. Theo như anh biết thì kỹ thuật làm gốm từ xa của Trung Quốc là đất sét dẻo mềm và nặng và đã ngậm nước rồi, sẽ không phải là vừa nặn vừa tra nước vào đúng không, mà là đất sét dẻo mềm sau đó thì nặn và cắt liền khối ra ghép các cái chi tiết. Dạ vâng, đúng rồi, kỹ thuật của bọn em là một phần là đã có đất sét được nhào sẵn rồi, và bên em sẽ bắt đầu hướng dẫn cho khách cắt ghép tạo thành từng chi tiết và ghép từng phần vào với nhau, giống y hệt như là kỹ thuật làm gốm từ xa. Tuy nhiên là có khác biệt một chút là bởi vì ấm từ xa Trung Quốc thì làm từ đất sét núi lửa, còn là của mình sẽ sử dụng đất của Việt Nam, và sẽ làm sao để đảm bảo là mọi người có thể làm nhanh nhất và dễ nhất được. Anh khá là tò mò về kỹ thuật này, vì nói thật là anh đã xem khá nhiều các video clip hướng dẫn làm gốm từ xa rồi, và với anh thì đấy là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Em bảo là hôm nay hướng dẫn làm theo kỹ thuật đấy thì anh khá là tò mò nhé. Còn đây là dụng cụ, em đã chuẩn bị sẵn tất cả các dụng cụ cần thiết để cho khách hàng có thể làm rồi. Nên là mọi người đến đây thì chỉ việc là tới thôi. Còn tất cả các dụng cụ hay là mọi công đoạn ở đây đều đã được chuẩn bị sẵn rồi. Chị ơi, cái loại đất này là đất gì ạ? Tại em thấy nó không giống như là cái đất ở Bát Tràng mà em đã từng thử qua. Đúng rồi, đất sét này của bên mình là đất sét ở vùng Hoài Đức, Hà Tây. Và nó trắng hơn, cũng như màu sắc trắng hơn, và cũng như là cái chất đất nó sẽ kết dính hơn so với đất Bát Tràng. Nếu đất Bát Tràng thì nó hơi bở hơn một chút, và lúc mà tạo hình ấy nó phù hợp cho việc là tạo hình ướt. Em thì rất là nóng lòng và muốn làm thử ngay bây giờ đấy ạ. Bây giờ thì như Linh đã nói là kỹ thuật làm ấm từ xa, thì anh muốn học hỏi kỹ thuật đấy, chúng ta sẽ làm thế nào.
có một lưu ý là đất này sau khi tạo hình thành sản phẩm và nung thì sẽ co vào khoảng tầm 20%. Vì vậy mà khi mọi người làm sản phẩm thì nên lưu ý là làm cái kích thước của sản phẩm lớn hơn so với mình mong muốn một chút. Nếu không mà nó ngót đi thì mình chịu thôi. Thế bây giờ là sau khi có một nắm đất này khoảng này để đấy được chưa? Thì anh sẽ cán nó ra. Bắt đầu lấy tay ấn cho nó để xuống một chút để sẽ... Như này là em trộn vào với nhau đúng không chị? Đầu tiên là mình sẽ lấy tay ấn cho nó đẹp ra đã. Có thể dùng ngón tay cái. Ví dụ như anh muốn đây là lúc tạo hình luôn đúng không? Ví dụ anh muốn có một cốc tròn thì bây giờ anh sẽ tạo nó hình tròn. À không, bây giờ mình sẽ tạo đáy đã. Thế nên ra là mình chỉ cần dùng tay nặn cho nó thành hình tròn. Thì anh muốn có một chiếc đáy tròn thì anh sẽ nặn luôn. Anh sẽ dùng tay tạo hình luôn như thế này. Nhiều cái đĩa này thì có bị dày quá không? Độ dày tiêu chuẩn để khi làm một sản phẩm dễ nhất để không bị nứt vỡ cũng như là khi nung nó tạo ra được kích cỡ mà đẹp nhất thì là 0,5cm. Nhưng mà bạn Hương có vẻ như là đã khôn ngoan hơn khi mà chọn giải pháp là làm cái đĩa. Thế như thế này mà nung là cũng gọi là cái đĩa được rồi. Nhưng mà em sẽ làm một chiếc đĩa hình con mèo. Giống tuổi của em. Là em sẽ vẽ hình con mèo hay là cái đĩa nó có hình con mèo? Em sẽ nặn thành hình cái đầu mèo. Thế à? Mong là em sẽ làm được. Có thể làm xong này, có thể nặn hai cái tay thì nó đẹp hơn. Phải thử thách mình một tí anh ạ. Chị ơi, thế ví dụ mà lần sau hoặc là các bạn nào mà đã biết làm rồi ý, thì đến đây có thể tự làm được không hay là mình vẫn cần phải một người hướng dẫn nữa? Ở đây thì bên chị sẽ có một số hình thức cơ bản. Hình thức đầu tiên thì là sẽ tự nặn gốm, tức là bắt đầu từ bước tạo hình cho đến trang trí. Thì ở cái hình thức này thì cũng có hai loại. Thứ nhất là tham gia vào workshop thì sẽ có người hướng dẫn. Còn những bạn nào mà có thể cảm thấy tự tin về cái khả năng làm của mình rồi, hoặc là đã từng làm rồi, hoặc là những người hơi hướng nội một chút thì cũng có thể tự tới làm. Thì cái này, cái tự tới làm thì các bạn có thể đến bất cứ lúc nào. Còn workshop thì cần phải đăng ký vào cuối tuần. Có một lưu ý là để làm tốt nhất thì các bạn hạn chế có móng tay. Thực ra là khi có móng tay thì mình cũng có thể sử dụng các dụng cụ để làm. Nhưng mà nếu mà để cho một trải nghiệm tốt nhất cho việc làm gốm thì các bạn, những ai mà mới làm nail xong thì tốt nhất là tạm thời chưa tham gia. Hoặc là có ý định muốn tham gia thì tạm thời để lùi lại lịch làm nail lại. Không thôi thì một là phí đất, hai là phí nail đúng không? Số xôi lần trước em thấy có khán giả còn comment là hai cô này mà về làm dâu ấy chắc phải học nhiều đây. Nhưng mà em thanh minh là thực ra em cũng biết làm nhiều thứ chứ không phải là có mỗi... Không phải là bảo lắm đâu, vâng. Trừ những thứ em không biết làm là còn lại là em đừng biết làm hết. Ví dụ như là chuyện là xóc gạo, vo gạo thì em không biết làm thôi. Chứ còn ăn cơm thì em biết. Em xôi thì em biết. Nấu xôi thì em không biết thôi, chứ ăn thì em biết. Không, cả đây ví dụ như cái đĩa này chẳng hạn, tí nữa em sẽ cho mọi người thấy là em rất là khéo. Tôi chưa biết là tí nữa là nghĩa là bao giờ, tôi thấy là cùng khoảng thời gian là tôi đang khéo hơn cô đấy. Nhá. Tí nữa thì không biết là tí nữa là bao lâu. A few moments later. Cuối cùng thì thành phẩm của chúng tôi cũng đã hoàn thành. Và đây như các bạn nhìn thấy, gần đây hoàn thành thôi đúng không? Gần hoàn thành thôi ạ. Nhưng mà sau khi tô màu thì mặc dù tôi đã vượt lên dẫn trước rất nhiều lần trong về mặt tốc độ, nhưng mà phải nói thật là đến đoạn mà gần ra thành phẩm thì sản phẩm của Hương xinh hơn đúng không ạ? Xinh hơn. Quý vị có thể nhìn vào, nhìn rất rõ là ra một chú mèo xinh xắn đúng không? Và tôi nghĩ rằng là cả về thẩm mỹ lẫn kết cấu thì đây sẽ là một sản phẩm khá là đẹp, có thể sử dụng được. Còn tôi thì ban đầu là định làm cái cốc, nhưng cuối cùng thì nó ra cái này thì chắc chỉ dám làm chậu cây thôi. Ban đầu thì định làm cái gốc cây, nhưng cuối cùng thì
nhìn nó rất là giống cây giếng, mọi người vẽ thêm lá xanh vào. Thôi được rồi, tóm lại là trải nghiệm này rất là thú vị. Và ở phần này của trải nghiệm tại quán Lagom thì chúng tôi cũng phải đánh giá một chút về đồ ăn và đồ uống. Hương thử đồ ăn xem nào. Đây là bánh trà xanh và kem cheese. Sau một buổi ngồi lui hui nặn tô tô vẽ vẽ thì hơi đói rồi, chúng ta có một chút đồ ăn nhé. Ngon hả? Đây là bánh trà xanh. Bánh trà xanh ạ. Và quán thì có bánh nóng tại chỗ, chúng ta có thể ăn và uống trà, nói chuyện với nhau. Và phần còn lại thì sẽ đợi phía chủ quán gửi các thành phẩm gốm đã tô xong, đã sấy khô của chúng tôi đến lò nung. Và sau khoảng tầm 7 đến 10 ngày thì sẽ có thành quả. Và hy vọng là nó vẫn có thể dùng được, nó không đứt vỡ là được rồi. Tôi khá là tin sản phẩm của Hương là sẽ là một sản phẩm đẹp và có tính ứng dụng đấy. Vậy là hôm nay em đã có thể chứng minh được là em cũng đảm đúng không ạ? Hôm nay thì anh đồng ý. Hôm nay thì đồng ý, chúng ta tiếp tục chờ đợi chương trình sau nhá. Thưa quý vị, mặc dù là đã lựa chọn một cái giờ khá là lỡ cỡ, khoảng đầu giờ chiều, thế nhưng mà khi mà chúng tôi đến thì tiệm trà và gốm Mây rất là đồng khách. Xin chào bạn Huyền. Chị. Quán đông thế này mà bà chủ chui vào góc loay hoay sắp xếp gốm, tức là vẫn cố gắng tìm một cái góc riêng tư cho mình đúng không? Vâng ạ. Điều gì sẽ là điều hấp dẫn em khi mà em có một, tự mình có một cái tiệm gốm như thế này? Anh cũng là người rất là yêu gốm mà nhìn này mê quá. Thực ra nó cũng xuất phát từ đam mê rồi ạ. Lúc đầu thì bọn em cá nhân em là người yêu gốm đi, thì em cũng muốn giới thiệu sản phẩm đến cho nhiều người hơn. Thì nó dần dần hình thành một cái tiệm, từ tiệm nhỏ thì đến nay thì em đã có một cái tiệm lớn hơn. Thì bọn em cũng đã bắt đầu sản xuất những mặt hàng cho riêng mình. Anh khá tò mò về cái ý là có một cái dòng sản phẩm của riêng mình. Bởi vì ở Việt Nam thì chúng ta biết rằng là có các cái làng nghề, có các lò gốm thủ công truyền thống rất là có tên tuổi rồi đúng không? Hay là gốm Phù Lãng, Hương Canh. Nhưng mà có một cái dòng sản phẩm cho riêng mình thì có quá khó không? Thực ra thì bọn em sẽ không thiên về những dòng sản phẩm đại trà quá. Bọn em sẽ có những cái thiết kế đặc biệt và sản xuất số lượng giới hạn được. Thì hầu hết là làm thủ công. Thì mình có những cái sản phẩm nào mà mang thương hiệu của May Kitchen Ware được. Em muốn mình giới thiệu cho em những sản phẩm đấy được không ạ? Thực ra là bọn em cũng có là góp nhặt những cái thiết kế và những cái thịnh hành trên thế giới. Đúng không? Thì bọn em có phải thử nghiệm màu rất là nhiều lần thì mới ra được kết quả tốt. Tại vì là việc nung màu, nung để ra màu ưng ý là rất là khó, tùy thuộc vào nhiệt độ và thường là sẽ bị hỏng men ạ. Nhưng mà cuối cùng thì cũng ra những cái sản phẩm rất là ưng ý. Rất là giống với chiếc nhẫn đầu. Dạ. Và bọn em cũng có dập logo của cửa hàng. Đây có lẽ là một cái sản phẩm tiêu biểu để sử dụng ở trong nhà hàng đúng không? Với fine cái dining. Phần một có thể để cho một chút sốt và đồ chấm ở đây, còn phần còn lại thì làm đĩa cắt. Một chiếc đĩa gốm mộc rất là đẹp. Em thắc mắc là khi mà nhìn chung những cửa hàng của mình ấy thì những sản phẩm gốm này kiểu rất là mộc mạc, thì liệu là cái chất lượng đi kèm của nó thì nó có đảm bảo không? Cái này thì em rất là tự tin về sản phẩm bên em, tại vì bọn em vẫn ưu tiên về chất lượng. Và cái tay nghề khéo léo và cái lò nung đấy cũng phải có kỹ thuật cao. Mình bao giờ có bao giờ có cái sự cọ sát và so sánh về chất lượng với những chuyên gia thực thụ trong nghề gốm sứ ở trong và ngoài nước chưa, để họ đánh giá về cái chất lượng sản phẩm của mình? Hiện tại thì em chưa, bọn em mới chỉ phát triển chủ yếu là trong ngành nhà hàng thương mại chứ không thiên về tính nghệ thuật quá nhiều ạ. Không, em nói khiêm tốn thôi, anh thấy tính thẩm mỹ của sản phẩm của em rất là cao đấy. Khi mà cảm bước vào anh quán này thì em cảm giác như là một triển lãm gốm thu nhỏ ấy á. Và em nghĩ là chị có học theo ngành kiến trúc hay cái gì không ạ? Không, cái này cũng chỉ là cảm giác của mình thôi, cảm giác về mọi thứ. Có thể thấy là bà chủ thì cũng có rất là nhiều tính nghệ thuật đúng không ạ? Ở trong này có vẻ như là các cái đồ thiên về mộc hơn đúng không? Còn ở ngoài kia thì anh thấy các cái đồ
mang tính phương Tây nhiều hơn. Vâng ạ, em có chia gian để tạo cái cảm giác là như kiểu hai gian nhà khác nhau. Thì bên trong này sẽ là Á, thiên về Á. Còn bên có một gian hàng khác thì bọn em trưng bày sản phẩm thiên về Âu hơn ạ. Đây là nơi có những sản phẩm kiểu phương Tây đúng không? Dạ. Anh thì là fan của dòng Westwood. Và phương Tây thì đồ Westwood thì rất là đắt nhưng mà lỡ thích nó rồi, nhưng mà anh thấy cái hơi hướng khuynh hướng của mấy năm qua của Westwood thể hiện khá rõ ở đây, với những đĩa có khía và đồng tâm như thế này. Mình có nghiên cứu về các cái kiểu dáng hiện đại của phương Tây đang phổ biến không? Có chứ ạ. Thế này bọn em phải cập nhật liên tục đấy ạ. Cập nhật các xu hướng của thế giới, rồi hiện tại là các chef rồi các nhà hàng lớn họ sử dụng những dòng như thế nào thì bọn em đều cố gắng để cập nhật sớm nhất và kiểu đưa được về Việt Nam hoặc là sản xuất được ra những cái sản phẩm tương tự như thế. Có thể bật ý về cái đơn đắt nhất cho nhà hàng sang nhất mà em có thời điểm này không? Phải có tên nữa, anh thử đoán nhé. Khách sạn 5 sao khá nhiều đấy ạ. Khá nhiều hầu như là các khách sạn 5 sao là đều bên em cung cấp. Cái việc là vào cái đồ này của mình vào được cái nhà hàng 5 sao là đương nhiên là một cái chỉ dấu về chất lượng rất là quan trọng nhé. Bởi vì là cái tiêu chuẩn của các nhà hàng 5 sao nó có rất là rõ. Nó không phải là bạn có thể dùng bất kỳ cái sản phẩm gì, phải rõ nguồn gốc xuất xứ, phải có thương hiệu và tính năng nó phải rất là hữu ích. Đấy cũng có thể là một minh chứng cho là cái sản phẩm của Mây thì cũng rất là đảm bảo chất lượng và cũng an toàn cho người sử dụng nữa. Hầu như các sản phẩm bên em lớp tráng men là đều chống xước hết nên là rất yên tâm dùng dao. Còn sản phẩm nào mà xước về là bọn em sẽ hủy ngay mã đó. Anh nhìn như này thôi là dùng dao cứ thoải mái. Trông cái này như kiểu những cái đĩa thủy tinh ấy nhưng thực ra lại là sứ. Cái dòng men này cũng là men kết tinh. Đây là tinh thể họ trong cái lớp men là họ có phối hợp các loại kim loại khác nhau. Nhưng mà khi mà nung thì sẽ tạo thành tinh thể như vậy. Ngày xưa thì khi mà các cái sản phẩm gốm đến bây giờ vẫn vậy, các lò gốm thủ công truyền thống của Việt Nam ấy, thì rất là chú trọng đến hỏa biến. Hỏa biến là việc biến đổi chất của các loại sét khoáng ở bên trong khi gặp nhiệt ở mức độ nhất định thì sẽ biến đổi chất và tạo ra các cái hoa ở trên cái bề mặt. Và nhưng mà với các cái sản phẩm gốm theo kiểu phương Tây hiện đại thì hỏa biến là một thứ họ có thể kiểm soát được, hay nói cách khác là họ hạn chế từ đấy hơn. Tức là tôi cần phải 100 chiếc hay 1.000 chiếc giống nhau, là nó phải giống nhau và nó đạt được cái tiêu chuẩn đấy ở cái mức độ như thế này. Em thử đoán em chiếc đĩa bao tiền? Anh cũng chưa nhìn đâu, đoán em một chiếc đĩa này. Nếu như mà em ra ngoài hàng mà đưa một chiếc đĩa này thì em sẽ đồng ý mua ở giá bao tiền? Em đoán cái đĩa này tầm hơn 200. Hơn 200, cụ thể là bao nhiêu thì dao động trong khoảng 50.000 thôi. 20.000 thôi. 220 ạ. 220 ạ? Vâng. 220. Anh thì nghĩ chiếc đĩa này phải rơi vào tầm 260 đến 208. Anh bỏ ra giá luôn anh ạ. 295.000. Tôi vẫn gần giá, gần với giá bán hơn 295.000 thì coi như là 300 đúng không? Dạ. Nhưng mà 300 cho một chiếc đĩa đẹp như thế này là giá xứng đáng. Nó đạt đây là cũng phải tráng qua rất nhiều lớp men mới đạt được như thế này. Quý vị có thể thấy ở đây thì giờ đang có rất là đông khách. Và đương nhiên rồi, khi mà các bạn trẻ đến một chỗ có nhiều đồ đẹp thế này thì mọi người sẽ rất là chụp ảnh, mọi người thích chụp in, cầm các cái đồ đạc lên chụp. Và chúng tôi không hề thấy có một biển nào là không cho phép việc đó, và có nghĩa là mọi người thoải mái là tương tác với gốm. Và vì thế thì rõ ràng đây là một điểm cộng nhé, với tôi là một điểm cộng lớn cho showroom này. Bởi vì kể cả những cái showroom bán chuyên doanh thì vẫn có rất nhiều khu vực là người ta có biển là không chạm vào, rồi là những cái đồ đắt tiền hoặc là dễ đổ vỡ. Nghĩ là với cái hình thức này thì cửa hàng có thể thu hút những vị khách kể cả không yêu gốm. Ví dụ mà đến đây các vị khách chỉ muốn uống cà phê thôi. Thế nhưng mà nhỡ đâu khi mà đập mắt vào những cái sản phẩm mà gốm đẹp như thế này thì tự nhiên lại trở thành một người kiểu yêu gốm từ bao giờ mà không biết. Bình thường các quán cà phê nó không có gốm như thế ạ. Em xem được review ở trên các quán cà phê trên Facebook nên em đến đây. So với các quán khác thì em thấy rẻ hơn ạ.
Thực sự là mình không biết gì về gốm cả. Đấy, vô tình cờ thấy ai mà mới trang trí trong bếp hay gì á thì nên ra đây mua, thấy hợp lý, nhiều mẫu đẹp hơn. Ở đây đỡ đi phân, ý là đỡ phải đi tìm kiếm, ở đây chắc có hết. Mô hình cà phê gốm thì cũng không phải là đầu tiên và duy nhất ở May. Tuy nhiên thì phải nói rằng là đây là quán dịch vụ ăn uống có đồ gốm đầu tiên mà tôi thấy thực sự rất ấn tượng về cả về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm như thế này. Và ngay cả cái không gian trang trí và màu sắc thì cũng rất là gần gũi, như kiểu là tông màu nâu này hay là đồ gỗ. Trông nó rất là mộc mạc, xong rồi ở phía bên gian trong thì cũng có rất là nhiều cây xanh. Và mặc dù là ở phía bên ngoài thì trời rất là nóng, nhưng mà khi vào cửa hàng rồi thì mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy thời tiết rất là mát mẻ và thoải mái. Có thể ngồi để tâm sự hoặc là ngồi làm việc cũng được. Xin mời quý vị khán giả của Hà Nội Review, chúng tôi sẽ thử đồ uống tại quán của May. Đây là cà phê muối ạ. Còn đây là kombucha mơ. Ngon. Cả hai món mà chúng tôi lựa chọn thì đều là những món đang khá là phổ biến hiện nay. Cà phê muối thì giờ đang rất là nhiều người thích, thì mọi người ngày càng sợ đường hơn. Nếu như mà bây giờ rút lại một cái thông điệp ngắn gọn của mô hình tiệm mà gốm May, vừa có tiệm cà phê gốm May đúng không, thì cái thông điệp ngắn gọn em chuyển đến người cả mọi người hãy nấu ăn nhiều hơn, yêu gốm nhiều hơn, mọi người sẽ cảm thấy tâm hồn mình sẽ đẹp hơn ạ. Tuyệt vời. Nhưng mà chắc là Hương sẽ thay mặt cho khán giả Hà Nội Review thử đưa ra một offer giảm giá thân. Nếu mà từ sau khi phát sóng số Hà Nội Review này thì liệu những khán giả đến đây và đọc phát Hà Nội Review thì cửa hàng mình có thể discount vào những vị khách đáng yêu đó được không ạ? Trong giới hạn một tuần thôi, đừng sợ. Chỉ một tuần từ thôi. Từ điểm phát sóng một tuần. Cái này em chơi được ạ. Em rất muốn truyền tải thông điệp đó. Vì vậy là khi mà khách của Hà Nội Review đến thì các bạn sẽ được giảm 20%. Oh my god! Wow! Dành tình cảm rất đặc biệt cho Hà Nội Review. Thay mặt cho những người làm chương trình Hà Nội Review và khán giả của Hà Nội Review, xin cảm ơn gốm May và bà bạn Huyền nhé. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng tôi đã cùng với quý vị có một trải nghiệm với gốm tại những quán cà phê ở Hà Nội. Vâng, nếu như ở quán đầu tiên thì chúng ta có thể tự tay để làm những sản phẩm gốm của riêng mình, thì khi đến quán thứ hai thì chúng ta có thể nhìn những sản phẩm gốm tinh xảo hơn. Nó như là những sản phẩm mà của những nghệ nhân gốm thực sự, người có tay nghề làm ra, và vẫn là những cái sản phẩm của Việt Nam thôi, nhưng đã ở một cái tầm cao mới, có thể vào những nhà hàng khách sạn 5 sao rồi. Có một điểm chung là khi mà đến hai quán gốm này thì đều rất là yên bình. Và hơn nữa là cả hai cô chủ đều rất là hiền lành này, rất là đon đả, và cũng có một xì đấy rất là dịu dàng luôn ý. Đúng rồi, nó trái với cả cái suy nghĩ logic của mình đúng không? Tức là vì bình thường thì họ đang ở trong một không gian có rất nhiều đồ dễ đổ vỡ hỏng hóc, thì họ sẽ phải kỹ lưỡng, họ phải xét nét với khách hơn. Nhưng mà không, trái lại là cả hai chủ quán này, có lẽ vì cái tính chất của gốm nó là hiền lành, nó là thuần hậu, cho nên các bạn rất là niềm nở. Và đó chắc chắn sẽ là một cái trải nghiệm thú vị đối với cả quý khách đến với quán. Và về mặt cá nhân thì tôi cảm thấy rằng là thực sự khi tham gia chạm vào đất, rồi vuốt đất, rồi chạm vào những cái sản phẩm gốm ấy, thì có một cái sự dễ chịu, một cái sự tĩnh tại trong tiềm thức của mình, khiến cho sau một ngày trải nghiệm hai quán cà phê gốm này thì khá là dễ chịu và thú vị. Về giá cả thì Hương có lẽ là người đi nhiều các quán cà phê của giới trẻ, thì bạn đánh giá thế nào? Em đánh giá thì ở cả hai quán thì giá nó cũng giống như các quán cà phê khác thôi, không quá là đắt và cũng không quá rẻ, và so với chất lượng đồ uống thì em đánh giá là rất là ổn. Cũng ngang ngang với cả một cốc trà sữa phổ biến của các bạn thôi đúng không? Và thay vì cầm một cốc trà sữa phải vội vã chạy đây chạy kia, thì có thể với số tiền đó, quý vị khán giả, nhất là quý vị khán giả trẻ, có thể dành một đôi tiếng hoặc là một buổi chiều, một buổi sáng để thư giãn với gốm. Đúng rồi. Và vì thế thì cộng cả hai trải nghiệm của hai quán
cà phê gốm. Trong hành trình hôm nay thì có ưu có nhược, có quán nhỏ nhưng mà có trải nghiệm gốm cụ thể hơn, quán lớn hơn, rộng hơn với nhiều sản phẩm hơn, và chúng tôi đồng lòng đánh giá cộng lại của hai quán này là 4 sao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của Hà Nội Review, và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua các nền tảng số như TikTok, Facebook hoặc website hanoionline.vn. Và đến bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.